Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào sáng nay, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 12, đã họp phiên bế mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham gia của 2.959 đại biểu dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang. Hội nghị đã biểu quyết thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng như dự thảo nghị quyết báo cáo công tác chính phủ, dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc dân năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2012 và dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2013, dự thảo nghị quyết báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao và dự thảo nghị quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu và nhân dân các dân tộc trên toàn quốc đã bầu ông làm Chủ tịch nước. Ông hứa quyết sẽ không phụ sự tín nhiệm và ủy thác của các đại biểu và nhân dân các dân tộc trên toàn quốc. Tân Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, xây dựng thành công nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hòa, thực hiện giấc mộng phục hưng dân tộc Trung Hoa. Đề cập đến Hồng Kông, Macau, Tân Chủ tịch Trung Quốc cho rằng cần lấy lợi ích tổng thể của quốc gia và Hồng Kông, Macau làm trọng, cùng nhau bảo vệ và thúc đẩy Hồng Kông, Macau ổn định, thịnh vượng lâu dài. Đối với vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình kêu gọi Đại Lục và Đài Loan cùng nắm tay nhau, ủng hộ, bảo vệ, thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, tăng thêm phúc lợi cho người dân hai bờ, cùng nhau tạo ra tiền đồ mới cho dân tộc Trung Hoa. Về đối ngoại, Tân Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ dương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, trước sau đi theo con đường phát triển hòa bình, theo đuổi chiến lược cởi mở cùng có lợi, cùng thắng, ra sức phát triển hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế, tiếp tục cùng nhân dân các nước thúc đẩy sự nghiệp cao cả là phát triển hòa bình nhân loại. Như vậy, kỳ họp sau 12 ngày làm việc đã thành công tốt đẹp với nhiều chương trình nghị sự quan trọng được thông qua, trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh và tái cơ cấu chính phủ, cũng như bầu cử, lựa chọn ra những người đứng đầu cơ quan, quốc hội, nhà nước và chính phủ quốc gia đông dân nhất thế giới này. Xuân Vịnh và Quang Đức, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh. Ngày hôm qua, một xe tải chở pháo hoa đã phát nổ trong khi diễn ra lễ diễu hành tôn giáo ở miền trung của Mexico, làm ít nhất 160 người bị thương và thiệt mạng. Cảnh sát Mexico cho biết, vụ việc xảy ra ở ngôi làng Nativitas thuộc bang Tlaxcala, ngay tại một đám rước thánh bảo hộ Giêsu Tepaxtepec với sự tham gia của gần 200 giáo dân. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 154 người khác bị thương. Chính quyền địa phương cho biết thêm, nguyên nhân vụ nổ là do xác pháo hoa còn cháy, rơi vào một chiếc xe tải chở pháo hoa phục vụ lễ diễu hành, làm chiếc xe phát nổ. Cần phải xem xét lại cách chúng ta thể hiện niềm vui trong những lễ hội thế này và việc sử dụng pháo cần phải giao cho những người đã được huấn luyện. Hiện công tác cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự địa phương. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã gửi lời chia buồn tới những gia đình có thân nhân thiệt mạng, đồng thời chỉ đạo cho chính quyền bang Tlaxcala tổ chức hỗ trợ cho các nạn nhân. Ngày 16 tháng 3, hàng nghìn công nhân đã diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng do Liên minh châu Âu áp đặt lên quốc gia này. Những người biểu tình đã diễu hành từ quảng trường Espana đến quảng trường Sol ở trung tâm thủ đô Madrid, dương cao khẩu hiệu châu Âu vì nhân dân, không phải vì thị trường. Cuộc diễu hành này nhằm phản đối Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và chính sách thắt lưng buộc bụng nặng nề do Đảng Nhân dân cầm quyền đưa ra. Chúng tôi phản đối tất cả các chính sách thắt lưng buộc bụng của châu Âu. Chúng tôi tin rằng với những phong trào xã hội và gây áp lực, đảng cầm quyền có thể sẽ đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi. Họ cần phải chấm dứt việc cắt giảm và lấy đi những quyền cơ bản của người dân. Chính phủ đang cứu những ngân hàng chứ không phải người dân. Điều đó thật tồi tệ. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Mariano Rajoy đã công bố một loạt các biện pháp nhằm cắt giảm 65 tỷ euro thâm hụt ngân sách vào năm 2014, như tăng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ lên tới 21%, cắt giảm trợ cấp thất nghiệp. Trong 5 năm qua, kinh tế Tây Ban Nha rơi vào tình trạng trì trệ và suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 26%, mức cao nhất kể từ những năm 1970 và là một trong những mức cao nhất ở Liên minh châu Âu. Hơn một nửa thanh niên từ 18 đến 25 tuổi không có việc làm.
Sự bất bình của người dân đối với các chính sách này ngày càng tăng cao, khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát Ấn Độ cho biết một vụ hãm hiếp tập thể với nạn nhân mang quốc tịch nước ngoài đã xảy ra ở bang Madhya Pradesh, miền trung của nước này, trong bối cảnh người dân đang hết sức phẫn nộ trước tình trạng hãm hiếp và tấn công bạo lực tràn lan đối với phụ nữ. Cảnh sát địa phương cho biết, nhà chức trách Ấn Độ đã bắt giữ 13 nghi phạm để thẩm vấn về những thông tin liên quan tới vụ việc xảy ra trong tối 15 tháng 3, khi một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ nghỉ chân và cắm trại trong rừng sau khi đạp xe về từ thị trấn Ocha, bang Madhya Pradesh. 8 thanh niên đã xông vào đánh đập cặp vợ chồng và hãm hiếp người vợ. Những đối tượng trên cũng đã lấy đi điện thoại di động, máy tính xách tay và 10.000 ruby, tương đương 185 đô la Mỹ của cặp vợ chồng này. Hai nạn nhân đã bị thương nặng và người vợ hiện được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Gwalior gần đó. Lực lượng cảnh sát đã lập tức được triển khai nhằm tiến hành lục soát khu rừng nơi xảy ra vụ việc. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân đang hết sức phẫn nộ trước tình trạng hãm hiếp và tấn công phụ nữ. Sau vụ việc chấn động, một nữ sinh bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt ở thủ đô New Delhi, khiến nạn nhân sau đó đã tử vong. Các tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em Ấn Độ kêu gọi New Delhi cần hành động mạnh tay về các tội phạm tấn công tình dục và việc bảo vệ quyền lợi và an toàn của phụ nữ cần phải trở thành ưu tiên hàng đầu trong các chương trình nghị sự của Quốc hội nơi này. 10 năm kể từ khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu tiến vào Iraq để lật đổ chế độ của Saddam Hussein, người dân của nước này vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn. Giống như nhiều người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh tại Iraq, bà Basma Najem, vợ một người đàn ông bị quân đội Mỹ sát hại khi đang lái xe trên đường cao tốc ở thành phố Basra, đã bày tỏ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được cải thiện tốt hơn so với thời các lực lượng quân sự tới đây. Ban đầu tôi đã kỳ vọng vào một sự thay đổi, song kể từ khi họ đến, mọi việc trở nên tồi tệ hơn và sau cùng tôi đã mất chồng. Tôi không phải trụ cột của gia đình và với 6 đứa con lúc này, tôi không muốn cuộc sống của mình thay đổi thành như thế. Ước tính có khoảng 10.000 thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi các lực lượng nước ngoài tiến vào Iraq để lật đổ chế độ Saddam Hussein. Bà Basma, người cũng đã mất đi người em rể chỉ vài ngày trước khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, cho rằng quân đội Mỹ đã gây ra những gian khổ mà bà phải đối mặt kể từ khi người chồng qua đời. Đó có phải là lỗi của tôi? Tôi nên nói gì đây? Tất nhiên sau những gì đã xảy ra, đó là do người Mỹ. Còn tại một ngôi nhà ở khu Hayyania, trung tâm thành phố Basra, anh Hassan Abud, người đã bị liệt sau khi trúng đạn từ trực thăng của quân đội Anh, kể về vụ việc cũng như những khó khăn trong việc tìm cách trở lại với cuộc sống đời thường. Tôi không thể ra ngoài để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tôi không thể cưới vợ hay đá bóng với chúng bạn. Cuộc đời tôi đã trở nên bế tắc. Tôi từng có thể đi được, song giờ tôi trở thành người tàn phế. Anh Hassan thừa nhận rằng nhiều người như anh từng nghĩ sự có mặt của quân đội nước ngoài sẽ giúp người dân Iraq thoát khỏi sự áp bức của chế độ Saddam Hussein, cũng như chất lượng cuộc sống được cải thiện với những ngôi trường hay tuyến đường mới. Tuy nhiên trên thực tế, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Họ nói sẽ cung cấp các dịch vụ công và xây trường để dạy học, song mọi thứ tồi tệ đi rất nhiều. Một thập niên sau chiến tranh và 2 năm kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi Iraq, người dân quốc gia này vẫn đang chờ đợi vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, bất chấp những căng thẳng gia tăng giữa những sắc tộc người Shia, Sunni và quốc trong chính phủ. Và các cuộc chiến mà Washington tham gia như tại Iraq và Afghanistan có thể đã và đang đi đến hồi kết, thế nhưng vết sẹo chiến tranh mà nó để lại thì mãi còn đó, cả trong thể xác và tinh thần của các cựu binh Mỹ và gia đình của họ. Nghĩa trang quốc gia Arlington của Mỹ, nhìn ra dòng sông Potomac và đài tưởng niệm Lincoln, là nơi chôn cất hơn 400.000 quân nhân nước này trong các cuộc chiến, từ chiến tranh thế giới thứ hai tới nay. Năm 2003 đánh dấu một chương mới trong lịch sử quân đội Mỹ với chiến dịch sốc và kinh hoàng ở chiến trường Iraq. Cuộc chiến kéo dài gần 10 năm này đã chính thức khép lại vào tháng 12 năm 2011. Thế nhưng những quân nhân tham gia cuộc chiến này vẫn tiếp tục phải vật lộn cho một cuộc sống bình thường. Gần 4.500 lính Mỹ đã bỏ mạng cho cuộc chiến này và hơn 32.000 người khác đã bị thương. Tính cả cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, nước Mỹ đã triển khai gần 2,6 triệu binh sĩ tới khu vực. Thế nhưng, những gì mà các cựu binh phải đối mặt sau chiến tranh chính là chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh. Ước tính từ năm 2000 tới nay, con số này đã lên tới hơn 30.000 người, tức là cứ 5 cựu quân nhân
thì khoảng một người sẽ mắc hội chứng này. Các con số thống kê cũng cho thấy số cựu binh sĩ tự sát cũng gia tăng nhanh chóng, chiếm 20% số trường hợp tự sát ở Mỹ, trong đó tỷ lệ lớn nhất nằm ở nhóm 17-24. Tôi không tin rằng con người ta có thể lấy lại những gì đã mất, những gì người ta đã có thể làm khác đi và bao nhiêu phần trong đó có lỗi của bạn. Người ta nói rằng đó không phải là lỗi của bạn và bạn phần nào tin vào điều đó. Thế nhưng, luôn có một cảm giác dai dẳng đeo bám bạn, rằng điều đó không nên xảy ra hay nó không nên diễn ra theo hướng đó. Tình trạng vô gia cư và thất nghiệp cũng là bạn đồng hành của các cựu binh Mỹ trong cuộc sống mới sau khi trở về từ chiến trường. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ ước tính, mỗi đêm trôi qua, trên nước Mỹ có khoảng 62.000 cựu binh không có mái nhà trú thân, và ước tính hiện có hơn 120.000 cựu binh Mỹ đang phải sống vất vưởng không nhà. Sơ bộ có khoảng 12.700 cựu binh trở về từ Iraq hiện sống trong cảnh vô gia cư. Tỷ lệ thất nghiệp của những người từng phục vụ trong quân đội Mỹ kể từ sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 là 12%, tỷ lệ này đối với toàn bộ cựu binh Mỹ là 8,3%. Nghiên cứu gần đây của tổ chức phi lợi nhuận Space Citizen đã tiết lộ một sự thật ám ảnh. Có hơn 1.000 cựu binh ở bang California tự vẫn sau khi trở về từ các chiến trường Iraq và Afghanistan trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2008, nhiều gấp 3 lần số quân nhân của bang trên bỏ mạng trên các chiến trường. Và con số này cũng tăng dần đều ở các năm gần đây. Có thể nói, vết thương chiến tranh vẫn đang rỉ máu trong lòng nước Mỹ. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.